Nếu so với Bill thì Nairo như một bạn thử nghiệm, hắn ta có tông màu đen và một bộ giáp sắt bên ngoài, với những ống hơi nước cũng là khả năng đặc trưng của hắn cùng với cẩu Steam Gun, biểu tượng dơi trên gương mặt cũng như phần giáp, hai đường dây điện màu xanh và đỏ trải từ phần thân cho tới hai tay, là một hệ thống hoàn toàn khác so với Rider System. Steam Gun không cần người sử dụng có lượng Hazard level trong cơ thể. Nairo dựa hoàn toàn vào khả năng chiến đấu của bản thân cũng như kinh nghiệm tích lũy qua nhiều trận chiến. Điều này thể hiện rất rõ qua những trận đánh cùng Bill. Hắn ta sử dụng linh hoạt tất cả những vũ khí của mình, bao gồm 3 hình dạng của Steam Gun để đối chọi với Bill. Dù Bill có khả năng biến hóa từ rất nhiều best mark khác nhau, nhưng hắn ta vẫn chưa một lần nào thật sự lép vế so với Bill. Chiếc bottle với năng lực của dơi, hắn ta có khả năng tạo ra một đôi cánh để bay lên không trung cũng như thực hiện đòn tất sát cực kỳ nguy hiểm của mình. Nhưng điều đáng nói nhất của Nairo cũng như Bloodstart đó là khẩu Steam Gun. Khẩu súng này khi kết hợp cùng với Steam Lay sẽ tạo nên khẩu Steam Rifle. Ngoài sát thương được nâng cao cũng như khả năng nhắm bắn và kết hợp cùng với những chiếc bottle khác, bản thân nó cũng có những công tắc riêng để kích hoạt những đòn tấn công khác nhau, tấn công ra nguồn điện lớn, vô hiệu hóa và khống chế di chuyển của kẻ thù, tạo ra nguồn hơi nước đông lạnh, gia tăng sát thương lên người kẻ thù cũng như tạo nên màn xương để hắn ta rút lui. Và như bao tên phản diện khác, Steam Gun có khả năng biến những người bình thường trở thành smart chỉ bằng luồng khí Nebula Gas mà nó phóng thích. Ngoài những đòn tất sát từ Steam Gun, tất sát thực hiện cùng với đôi cánh dơi là xoay tròn để kích liễu kẻ thù.